Luận Đại Trí Độ, quyển 17. Phẩm thứ nhất tiếp theo, Thiền Na Ba La Mật. Thiền Ba La Mật Kinh: do chẳng loạn động, chẳng đắm chấp thiền vị mà Bồ Tát được đầy đủ Thiền Na Ba La Mật. Luận hỏi: tu hạnh Bồ Tát là nhằm độ thoát hết thảy chúng sanh, như vậy vì sao Bồ Tát lại chọn chốn núi rừng thanh vắng để tọa thiền tu riêng cho mình? Đáp: thần Bồ Tát tuy ở xa chúng sanh mà tâm Bồ Tát vẫn nhớ nghĩ đến chúng sanh, chẳng bao giờ bỏ chúng sanh cả. Bồ Tát chọn chốn núi rừng thanh vắng yên tĩnh để được tịnh tâm cầu thật trí huệ, để rồi dùng thật trí huệ độ thoát chúng sanh. Ví như người bệnh chưa lành cơn bệnh, phải cần nghỉ ngơi bồi bổ, đến khi cơn bệnh đã dứt hẳn, sức khỏe được phục hồi mới ra gánh vác công việc. Bồ Tát dùng sức thiền định, uống thuốc trí huệ, được thần thông tự tại, rồi mới vì tất cả hạng chúng sanh dùng các phương tiện thích nghi để khai đạo. Bồ Tát tu bố thí trì giới nhẫn nhục mới chỉ là tu phước. Như trong kinh nói, Bồ Tát làm vị chuyển luân thánh vương, đem 10 thiện đạo giáo hóa chúng sanh, khiến họ được nhiều lợi lạc, rồi lại chỉ cho họ biết là do tương quan đối đãi mà có lạc, có khổ, có vui, có buồn, để rồi dạy cho họ phát tâm đại bi, thường tu niết bàn sẽ được lợi lạc trong nhiều đời. Thế nhưng muốn được niết bàn thì phải tu thật trí huệ, phải nhất tâm thiền định, ví như ngọn đèn dầu ở giữa gió bị chao động, chẳng bao giờ phát ra được nhiều ánh sáng. Nếu được để vào một nơi kín gió thì ánh đèn sẽ được sáng tỏ hơn nhiều. Cũng như vậy, khi được thiền định rồi thì thật trí huệ sẽ sanh. Bồ Tát tuy vào thiền định, tuy ở xa chúng sanh mà vẫn luôn nhớ nghĩ đến chúng sanh, dùng các phương tiện để lợi sanh. Khi chưa được đạo mà ở gần người thế gian thì sẽ không được chuyên tâm, do vậy mà sự nghiệp hoằng pháp độ sanh sẽ không được thành tựu viên mãn. Thiền định có công năng nhiếp các tâm loạn động. Tâm loạn ví như lông chim hồng gặp gió thổi sẽ cứ bay mãi, chẳng sẽ dừng nghỉ được. Cũng vậy, nếu chẳng có thiền định thì tâm sẽ bị loạn động, chẳng sao có thể an định được, sẽ bị các gió nghiệp lôi cuốn theo, chẳng sao dừng nghỉ được vậy. Lại nữa, tâm phàm phu ví như khỉ như vượn, như điện chớp, liền khởi liền diệt. Bởi vậy nên hành giả phải vào thiền định mới điều phục được tâm mình, như bài kệ thuyết: thiền là kho trí huệ, thiền là ruộng công đức, thiền là nước thanh tịnh rửa sạch hết bụi trần, thiền là kiếm kim cang giết hết giặc phiền não, do thiền được dự phần vào vô dư niết bàn, vào kim cương tam muội phá tan các kiết sử, được sáu pháp thần thông độ vô lượng chúng sanh, như mây che mặt trời, mưa dứt mây liền tan, giác quán khiến tâm loạn, thiền định liền diệt trừ. Hành giả tu thiền định nếu chẳng chuyên cần thì rất khó được nhất tâm, phải siêng năng tinh tấn không giải đãi mới có thể được định. Trừ thiền trừ thần còn chưa được định, huống nữa là hàng phàm phu thường giải đãi không siêng năng tinh tấn. Khi Phật đang ngồi tọa thiền dưới gốc cây Bồ Đề, có các thiên nữ đến bên Phật dùng kệ trêu ghẹo như sau: một mình ngồi trong rừng sáu căn thường vắng lặng, dù mất hết vật quý cũng chẳng sầu chẳng não, dung mạo chẳng ai bằng, sao ngồi nhắm mắt mãi, bọn tôi có tâm nghi cầu gì mà ngồi vậy? Phật dùng kệ đáp lại: ta được vị niết bàn chẳng vui phường nhiễm ái, trừ giặc trong giặc ngoài ma vương phải thua ta. Ta được vị cam lồ an lạc ngồi trong rừng, thấy chúng sanh nhiễm ái vì họ khởi đại bi. Các thiền nữ tự nghĩ người này đã rút giáo ly dục, chúng ta chẳng có thể làm lay chuyển được nữa. Nghĩ như vậy rồi sanh tâm xấu hổ, lặng lẽ rút lui. Hỏi: phải tu phương tiện gì mới được thiền Na Ba La Mật? Đáp: phải không đắm chấp năm trần, trừ năm cái tu năm hạnh mới xả ly được năm dục. Vì sao? Vì năm dục ví như nhà lửa, như chó gặp xương, như chim ưng ăn thịt người chết. Vì năm dục như lửa gặp gió thiêu đốt tâm người. Vì năm dục như rắn độc cắn chết người. Lại nữa, năm dục chẳng có thật, chỉ như mộng như huyễn, phàm phu do mê muội mà tham đắm năm dục đến chết cũng chẳng thôi, khiến phải chịu vô lượng khổ đau. Người tham đắm năm dục chỉ hưởng vui trong chốc lát mà phải chuốc khổ vào thân. Ví như đứa bé ham ăn, thẻ lưỡi liếm mật dính nơi lưỡi dao bén, khiến phải bị rách lưỡi vậy. Người tham đắm năm dục cùng với súc sanh chẳng có gì khác. Bởi vậy người trí phải nên xa lánh năm dục.
Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây, có một người thọ giới Yêu Bà Tắc cùng đi buôn với một người bạn ở phương xa. Dọc đường hai người lạc nhau trong đêm tối, ông Yêu Bà Tắc phải ẩn náu trong một hang đá để ngủ qua đêm. Một mình trong hang đá giữa đêm khuya vắng lặng, ông Yêu Bà Tắc nhớ bạn, thao thức không ngủ. Bỗng nhiên vị thần núi hiện thân, một người con gái rất đẹp đến bên ông Yêu Bà Tắc, dùng kệ tán tỉnh rằng: "Tuyết trắng phủ khắp nơi, chim thú đều ẩn trốn, riêng tôi chẳng chỗ nương, xin rủ lòng thương xót." Ông Yêu Bà Tắc lấy tay bịt tai rồi dùng kệ đáp lại: "Người đâu tệ ác vậy, chẳng có chút thẹn thùng, buông những lời bất tịnh, sao nước chẳng cuốn đi, sao lửa chẳng thiêu đốt. Ta đâu muốn nghe ngươi, vợ ta còn chẳng muốn, huống nữa vườn tà dâm, dục lạc rất thấp hèn, khổ đau lại rất lớn, hưởng dục chẳng nhàm chán, mất dục liền sanh khổ. Chưa được, mong cầu được, được rồi chuốc phiền não, đắm dục vui chốc lát, vui dứt khổ liền sanh. Theo dục dễ mất mạng, như đêm lạc giữa biển." Thần núi nghe xong bài kệ liền đưa ông Yêu Bà Tắc đi gặp bạn. Lại nữa, năm dục đều do năm trần lôi kéo, người muốn cầu thiền định phải ra lìa năm dục. Chẳng đóng chấp năm trần, phải xem năm trần như năm mùi lửa thiêu đốt thân tâm. Hỏi vì sao không nên đắm chấp sắc thanh, đáp sắc và thanh thường hay dẫn sanh các kiết sử. Thấy người thương thì vui mừng chào đón, thấy kẻ oán thì ghét bỏ ruột rẫy. Nghe người thương nói thì thích thú, thán khen, nghe quả kẻ oán nói thì bực tức chê bai. Người muốn xả vui buồn thương ghét nóng giận, phải trừ các tà niệm, chẳng đắm chấp sắc thanh. Ví như vua Bà Ta La vì đam mê nữ sắc mà vào tận nước địch, tìm đến nhà dâm nữ để mua vui, khiến phải bị bắt giữ. Lại như vua yêu điểm đam mê nữ sắc nhưng không được thỏa mãn nên sanh sân nhuế, đang tầm chặt tay chân của 500 vị tiên nhân. Người vô trí do chẳng rõ vô thường lại bị sắc thanh mê hoặc, nên thường sanh tà niệm, đánh mất thiện tâm. Ví như các tiên nhân ở núi Tuyết Sơn, thấy các nữ trên Đà La múa hát mà sanh tà niệm, khiến phải mất thiền định. Hỏi vì sao không nên đắm chấp hương, đáp hương cũng thường hay dẫn sanh các kiết sử. Dù chỉ giới cả trăm năm mà chỉ một thời đắm hương cũng có thể bị hoại. Trong kinh có chép các mẩu chuyện sau đây. Thời xưa có một vị A-la-hán thường được Long Vương thỉnh vào cung để cúng dường. Khi trở về, ngài đưa bát cho một vị Sa-di rửa. Vị Sa-di ngửi mùi thơm ngon của thức ăn còn dính nơi bát sanh đắm trước. Thế rồi một hôm, vị Sa-di tự cột mình vào giường của thầy. Khi giường của thầy bay vào Long Cung, vị Sa-di cũng được đi theo. Vào đến Long Cung, vị Sa-di lại thấy các lòng nữ thân hình đoan tránh, tỏa hương thơm ngào ngạt, nên càng sanh tâm nhiễm trước, phát lời nguyện rằng: "Tôi nguyện tu phước để được sanh về Long Cung." Vị A-la-hán hết lời khuyên dạy, nhưng vị Sa-di vẫn không nghe. Do nhân duyên vậy, nên vị Sa-di này đã biến thành rồng ở bên hồ. Lại nữa, có một vị tỳ kheo đắm hương sen, nên cứ đến bên hồ sen đi kinh hành để ngửi hương thơm của phấn hoa sen. Vị thần hồ hiện lên hỏi: "Sao ngài lại bỏ rừng đến đây ngửi trộm hương sen của tôi?" Ngày lúc ấy có người vào hồ sen bẻ hoa, đào luôn cả củ sen, mà vị thần hồ cũng chẳng nói năng gì cả. Vị tỳ kheo nói với thần hồ: "Sao người kia đã phá hồ, cắt hoa, đào củ, mà ông chẳng nói năng gì cả? Tôi chỉ thưởng thức hương thơm của hoa sen thôi. Sao ông bắn tôi đến đây người trộm hương sen của ông?" Vị thần hồ đáp: "Người thế gian tâm bất tịnh, tội cấu ngập đầu, nên tôi không nói đến họ. Còn ngài là bậc tu hành thanh tịnh, thường hành thiền định. Nếu ngài đắm chấp hương thơm, là ngài đã tự phá định tâm của ngài rồi vậy. Nay tôi vì ngài mà nói như vậy đó. Ngài như tấm vải trắng, nếu để vấy dơ thì thật quá uổng. Còn người kia như tấm vải đen, nếu có lấm hết cũng chẳng sao cả." Vị tỳ kheo nghe nói như vậy hết lòng cảm ơn vị thần hồ, và từ đó giữ tâm thanh tịnh, không đắm trước hương trần nữa. Hỏi vì sao không nên đắm trước vị? Đáp: "Vị cũng thường hay dẫn sanh các kiết sử. Người tham trước các thức ăn ngon chỉ hưởng được vị ngon trong chốc lát, mà sẽ phải chịu bao nhiêu sự khổ đau. Nếu tâm chấp vị quá kiên cố thì đời sau sẽ bị đọa làm thân côn trùng, sống ở những nơi bất tịnh dơ bẩn." Thời xưa có một vị sa di chỉ thèm ăn tô lạc, đến khi mạng chung sanh làm côn trùng, sống trong chất tô lạc. Có một vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán nói với tăng chúng rằng:
Khi phân chia tô lạc, quý vị chớ nên khuấy động mạnh, hãy nên nhẹ tay, đừng làm chết vị sa di của chúng ta đang sống trong vũ tô lạc. Chúng ta ngạc nhiên nói, trong vũ tô lạc chỉ có côn trùng. Vì sao lại nói có vị sa di của chúng ta trong đó? Vị A-la-hán đáp, côn trùng ở trong vũ tô lạc chính là vị sa di của chúng ta đó. Vì kiếp trước vị ấy quá đắm trước tô lạc, nên kiếp này đã tái sinh làm côn trùng sống trong vũ tô lạc của chúng ta. Từ đó, mỗi khi chúng tăng phân chia tô lạc đều có dành phần cho côn trùng sống trong hũ. Lại nữa, có một vị thái tử của một nước nọ thích ăn quả ngon, thường bảo người làm vườn tìm quả ngon đem đến cho mình. Một hôm, có một con chim bay vào núi hái quả ngon đem về cho con. Mấy con chim còn tranh nhau, khiến một quả rơi xuống đất. Người làm vườn biết loại quả thơm ngon ấy rất quý nên đã nhặt đem vào cung dâng lên thái tử. Thái tử nếm được vị ngon của loại quả hiếm có này, sanh đắm trước, bảo người làm vườn phải tìm mọi cách, tìm loại quả ấy mỗi ngày đem về cho mình. Người làm vườn chẳng biết làm sao hơn là tranh với chim để giành lấy quả, mỗi lần thấy chim mẹ mang quả về tổ. Chim mẹ quá giận dữ, bèn bay về núi tìm loại quả độc nhưng có hương vị thơm ngon đem về tổ. Người làm vườn tranh loại quả ấy đem dâng thái tử. Thái tử vừa trông thấy quả chín đỏ ong hương thơm ngát, đón lấy ăn ngay. Vừa ăn xong bị trúng độc, thái tử lăn ra chết. Hỏi vì sao không đền đắm chấp xúc? Đáp, như bốn trần kia, xúc cũng thường hay dẫn sanh các kiết sử, khiến tâm bị nhiễm trước rất khó xa lìa. Trong năm trần thì xúc là khó xả đi hơn hết. Thân xúc là nguyên nhân dẫn sanh bao nhiêu tội lỗi. Do vì tham đắm sự xúc chạm mà nhiều người phải đọa vào địa ngục. Trong kinh có chép chuyện về Gia Du Đà La như sau. Ngày trong đêm thái tử rời bỏ cung điện ra đi tìm đạo thì bà Gia Du Đà La tự biết mình đã mang thai. Bà mang thai suốt 6 năm trời mới sanh La Hầu La. Trong thời gian bà mang thai, nhiều người trong dòng họ Thích nghi bà do bất chánh mà mang thai nên đã đến tâu với vua Tịnh Phạn xin vua trị tội bà. Lúc bấy giờ có bà Cư Tỳ Gia thường xuyên ở bên cạnh bà Gia Du Đà La xin đứng ra làm chứng để minh oan cho bà. Vua nghe theo nên không trị tội bà Gia Du Đà La. Sau 6 năm mang thai, bà sinh ra một đứa con trai tướng mạo giống như thái tử. Từ đó bà Gia Du Đà La được giải oan. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo trở về thành Ca Tỳ La Vệ thì vua Tịnh Phạn cùng bà Gia Du Đà La thỉnh Phật vào cung thọ trai. Bà Gia Du Đà La trộn 100 hoàn hoan hỷ vào thức ăn rồi bảo con là La Hầu La đem dâng lên Phật. Ngày lúc đó Phật đã dùng thần lực biến 500 vị A-la-hán thành 500 vị hóa Phật. Tất cả 500 vị hóa Phật và Phật giống hệt nhau, chẳng có gì sai khác. Thế nhưng La Hầu La bưng thức ăn có trộn hoàn hoan hỷ đến đúng chỗ để dâng Phật. Phật lại nhiếp thần lực trở lại ngồi như trước với bình bát trên tay chứa đầy thức ăn có trộn hoàn hoan hỷ. Bà Gia Du Đà La tâu với vua rằng điều này chứng tỏ con hoàn toàn vô tội. Rồi bà quay lại về phía Phật hỏi vì nhân duyên gì mà tôi phải mang thai đến 6 năm trời. Phật dạy, vào một kiếp trước La Hầu La đã có thời làm vị quốc vương. Lúc bấy giờ có các vị tiên nhân đến xin bái kiến. Nhà vua hứa trong chốc lát sẽ tiếp họ. Nói xong vua quay vào cung rồi quên bẵng mất. Đến khi sực nhớ lại thì đã thất hẹn 6 ngày, khiến các tiên nhân phải chịu đói khát chờ đợi. Mặc dù nhà vua lúc bấy giờ có sám tạ của các vị tiên nhân, nhưng do nhân duyên lãng quên lời hẹn suốt 6 ngày, mà nay phải chịu ở trong thai mẹ đến 6 năm vậy. Còn bà Gia Du Đà La thì chẳng có tội gì cả. Phật thọ trai xong chú nguyện rồi trở về tịnh xá. Suốt thời gian Phật ở trong cung, bà Gia Du Đà La nhìn Phật không chớp mắt. Phật ra về rồi mà bà vẫn đăm đăm nhìn theo mãi không thôi. Đến khi Phật khuất dạ, bà than khóc ảo não đến ngất xỉu. Nhờ có người dày nước vào mặt bà mới tỉnh lại. Cũng nên biết bà Gia Du Đà La khi nghe tin Phật sắp trở về thành, bà rất mừng rỡ, muốn giữ Phật luôn luôn ở cạnh bên mình, nên đã xin một vị phạm trí luyện cho bà 100 hoàn hoan hỷ, nghĩ rằng các hoàn này sẽ có tác dụng làm cho Phật hồi tâm trở về với bà. Khi bà thấy Phật dùng thức ăn có trộn hoàn hoan hỷ mà tâm vẫn bất động, biết là Phật có thần lực bất khả tư nghỉ. Về đến tịnh xá, các tỳ kheo đem sự việc bạch với Phật. Phật bảo các tỳ kheo, các ngươi muốn nghe chăng? Chẳng phải chỉ đời nay
Bà Gia Du Đạt La dùng hoàn hoan hỷ để mê hoặc ta, mà trong nhiều đời bà cũng đã dùng hoàn hoan hỷ để làm mê hoặc ta rồi vậy. Ở đời quá khứ tại thành Ba La Nại có một vị tiên nhân, vào ngày rằm tháng 2 trăng tròn chiếu sáng, khi đi tiểu tiện, thấy bầy nai đang giao hợp, ông sanh dâm tâm liền xuất tinh vào bồn, có một con nai cái uống nước trong bồn liền mang thai. Biết mình sắp sanh, nai cái đến gần chỗ ở của tiên nhân, sanh ra được một con mình người đầu người mà lại có sừng và có chân nai, sanh xong bỏ con lại rồi đi mất dạng. Vị tiên nhân ra vườn thấy hài nhi, biết đó là con của mình nên đã đem vào am nuôi dưỡng. Tiền nai này lớn lên rất thông minh, học đủ 12 bộ kinh, tu thiền định được 5 thần thông. Vì chân quá nhỏ nên một hôm đang trèo núi, tiền nai bị trượt chân té xuống sườn núi, khiến chân bị thương tích. Tiền nai quá đau nhức nên khởi niệm sân nhuế chú nguyện khiến trời không được mưa nữa. Do tiền nai chú nguyện như vậy nên các long thần chẳng dám mưa, cả nước Ba La Nại từ vua quan cho đến thần dân đều buồn rầu khổ não. Có người cho biết vị tiên nhân có sừng nổi giận, chú nguyện 12 năm trời không mưa nên mới ra cớ sự như vậy. Nhà vua hạ chiếu, chiêu mộ người tài trừng trị tiên nai, nếu ai làm được việc sẽ chia cho phần nửa nước để cai trị. Lúc bấy giờ có một thiếu nữ rất đẹp tên là Phiến Đà, đến tới với vua xin cho nàng đi chiêu dụ tiên nai, hứa sẽ ngồi trên cổ của vị tiên nai đưa về cung thành. Nhà vua vui mừng, trao vàng bạc châu báu và lựa 500 thiếu nữ trẻ đẹp theo tháp tùng Phiến Đà. Phiến Đà bảo các thiếu nữ dùng lá cây thuốc luyện thành các hoàn hoan hỷ, sửa soạn đủ các thức ăn ngon rượu mạnh cùng nhiều thứ y phục tuyệt đẹp, rồi tất cả cùng lên đường thẳng đến am của vị tiên nai ở sâu trong rừng. Tiên nai thấy các thiếu nữ xinh đẹp để sanh tâm đắm trước. Các thiếu nữ theo vị tiên nai vào am, chia phiền âu yếm hầu hạ, lại cung phục đủ các thức ăn ngon rượu quý. Vị tiên nai ăn các món ăn có trộn hoàn hoan hỷ, liền sanh tâm đại hoan hỷ, nói với các thiếu nữ rằng: ta chưa bao giờ được ăn một bữa ngon miệng như hôm nay, các nàng lại đẹp tuyệt vời, các nàng làm sao có được sắc đẹp mỹ miều như vậy? Các thiếu nữ đáp: chúng tôi nhờ trái ngọt rượu ngon mà đẹp trẻ mã như vậy đó. Tiền nài mời các thiếu nữ ở lại. Phiến Đà đáp: chúng tôi xin ở lại hầu hạ tiên nhân và xin được tắm chung với ngài. Ngay sau đó hai thiếu nữ tắm cho vị tiên nai, do đắm chấp sự xúc chạm, tiền nai bị mất hẳn thần thông. Thế rồi trời đổ mưa lớn, sau 7 ngày ăn uống vui chơi thỏa thích, thức ăn và rượu đã vơi hết, nhưng tiền nai vẫn đòi hưởng thêm nữa. Phiến Đà liền đề nghị với tiên nai: xin kính mời tiên nhân theo chúng tôi về cung, ở đấy ngài sẽ được cung phục đầy đủ. Vị tiên nai siêu lòng, theo các mỹ nữ về cung vua. Đi được một quãng đường, Phiến Đà giả vờ mệt nằm dài xuống đất. Vị tiên nai nói: nếu nàng quá mệt không đi được nữa thì hãy cưỡi lên vai tôi để tôi cõng nàng về cung thành. Khi về đến cung thành, Phiến Đà bảo tiên nai lại nhà vua xin quy hàng. Nhà vua vui mừng phong cho tiên nai làm đại thần và cung cấp đầy đủ các tiện nghi. Một thời gian sau, vị tiên nhân nhàm chán dục lạc thế gian, như đến thiền định lạc, chẳng còn vui vẻ như trước nữa. Nhà vua thấy vậy hỏi: vì sao tiên nhân chẳng còn được vui như trước nữa? Vị tiên nai đáp: tôi nhớ rừng thanh tịnh, ở nơi đó mới thật là trú xứ của tiên nhân. Nhà vua tự suy nghĩ, nếu ta cứ ép buộc vị tiên nhân này ở lại thì ông sẽ sầu khổ mà chết. Ta chỉ muốn trừ hạn hán, nay ý nguyện của ta đã thành tựu rồi, ta chớ nên làm khổ vị tiên nhân này nữa. Nghĩ như vậy rồi, nhà vua liền trả vị tiên nhân này về núi rừng. Rồi Phật nói tiếp: này các tỳ kheo, vị tiên nhân đó chính là tiền thân của ta, còn dâm nữ Phiến Đà chính là tiền thân của bà Gia Du Đà La vậy. Lúc bấy giờ ta chưa đoạn hết kiết sử, nên các hoàn hoan hỷ có đủ sức là mê hoặc ta. Này ta đã được đạo rồi, nên các hoàn hoan hỷ chẳng còn có thể là mê hoặc ta nữa. Theo đây các người nên biết, thân xúc có ma lực làm động tâm người, tiên nhân còn bị lôi cuốn, huống nữa là phàm phu. Bởi nhân duyên vậy nên phải tránh xa sự xúc chạm. Hỏi: vì sao nói muốn xả ly năm dục phải trừ năm cái? Đáp: năm cái là năm phiền não che đậy tâm tánh, khiến các pháp lành chẳng có thể sanh được. Đó là tham dục, sân nhuế, thủy miên, trạo hối, nghi pháp.
một tham dục. Nếu tâm tham đắm dục lạc thì chẳng có thể vào đạo được. Như bài kệ thuyết, người tu có tàm quý đem phước lạc cho đời, sao còn theo trần dục chìm đắm trong năm tình. Nếu chẳng ly trần dục chìm đắm trong năm tình, như mặc giáp cầm gươm vừa thấy địch đã chạy, tỳ kheo hạnh khất sĩ đắp y trừ râu tóc, phải chế ngự năm tình chớ đẻ người cười chê. Người giàu sang phú quý ăn ngon cùng mặc đẹp, nếu cầu xin cơm áo ắt bị người cười chê. Nhưng đối hàng tỳ kheo nhất tâm cầu giải thoát, xa lìa thế gian lạc, khất thực là tốt đẹp. Đã xả dục lạc rồi dứt hẳn chẳng tham đắm, sao trở lại ham muốn như mửa rồi lại ăn. Đã biết trọng tám quý sau nay lại vứt bỏ, chẳng gần bậc hiền trí thân cận phường ngu si. Người tham đắm dục lạc cuồng si vì ái nhiễm, chẳng còn nhớ bản nguyện cũng chẳng biết hổ thẹn. Cầu dục đã khổ nhiều, được dục lại lo âu, mất dục sanh ảo não, đâu có gì là vui. Tham dục khổ như vậy, làm sao để xa lìa? Hãy tu pháp thiền định, chẳng bị dục làm mê. Đắm dục chẳng nhàm chán, làm sao để dứt trừ? Hãy dùng quán bất tịnh, tâm dục chẳng thể sanh. Đắm dục chẳng tự giác, làm sao để khai ngộ? Hãy quán giả bệnh chết, quyết vượt qua bể khổ. Dục lạc khó xả bỏ, làm sao xả bỏ được? Hãy tinh tấn hành thiện, tâm dục tự nhiên tiêu. Dục lạc khó giải thoát, lấy gì mà giải được? Quán thân thọ tâm pháp, chẳng bị dục kéo lôi. Như vậy các pháp quán hay trừ được lửa dục, ví như cơn mưa lớn dập tắt mọi đám cháy. Trên đây được nói các nhân duyên trừ dục cái. Nếu bỏ mất thiện tâm chẳng hành các thiện pháp thì liền bị dục lôi kéo vào ba đường ác. Hành giả phải rõ biết dục là oan gia, tầm tham đắm dục là kẻ giặc phải được tiêu trừ. Hai, sân nhuế. Sân nhuế ví như lửa dữ thiêu rụi rừng công đức. Phật thuyết kệ dạy các đệ tử rằng thọ thân vào thai mẹ, chỗ ô uế tối tăm, nhưng phải nhớ nghĩ rằng được thân người rất khó. Này đã được thân người, chẳng nên khởi sân nhuế. Chỉ hạng người vô trí mới hành động như vậy. Đã thọ báo thân này, dù chẳng bị khổ báo, dù chẳng bị mắng nhiếc, vẫn phải nên tu nhẫn. Phải quán giả bệnh chết, phải khởi tâm từ bi, chẳng nên làm việc ác, đánh chém gậy, gây hận thù. Phải nhất tâm hành thiện, làm lợi ích cho người. Phải cần khổ hành đạo, quyết chẳng não hại người. Phải lấy thiện trừ ác, như lấy nước diệt lửa. Người có tâm sân nhuế, gây khổ não cho người. Do nhân làm khổ người, mà bị người làm khổ, khi chết đến thình lình, bị đọa vào đường ác. Muốn diệt lửa sân nhuế, phải quán giả bệnh chết, dùng tâm từ tư duy, lửa sân mới tận diệt. 3. Thủy miên. Người chìm đắm trong thủy miên dù vẫn còn thở, cũng được xem như người đã chết rồi. Phật thuyết cạn dạy các đệ tử rằng dậy đi chớ ôm thân thúi ngủ, thân ngươi bất tịnh giả danh người. Bị bệnh ngủ như bị tên đâm, ngươi cầu thoát khổ sao ngủ mãi. Nhà lửa ba cõi hằng thiêu đốt, ngươi cầu xuất thế ngủ sao yên. Như người bị trói đem đi giết, chưa trừ ba độc ngủ được sao? Giặc kiết sử nay chưa trừ sạch, rắn độc đầy nhà ngủ được sao? Như đang sông trận giữa rừng gươm, sao dám nằm yên lo ngủ nghỉ? Mê ngủ tối tăm như cảnh chết, ngày lại ngày qua trí huệ chìm. Bệnh thủy miên lỗi lầm như vậy, người trí chớ nên mê ngủ nghỉ. 4. Trạo hối. Trạo hối phá người xuất gia, khiến không thể nhiếp tâm được. Người trạo hối ví như voi say, không cầu móc, như lạc đà bị sâu mũi, không đứng vững được như bài kệ thuyết. Người đã cạo đầu mặc pháp y, chấp trì bình bát hạnh khất thực, sao còn ham vui luôn trạo hối? Pháp lợi mất thế lợi chẳng còn. Người trạo hối ví như người phạm trọng tội, luôn ôm ấp trong lòng mối lo âu sợ hãi. Ví như người bị mũi tên đâm sâu vào lòng khó bề nhổ ra được, như bài kệ thuyết. Việc chẳng nên làm vẫn cứ làm, việc đáng làm nhắm mắt làm ngơ. Đời này lửa hối luôn thiêu đốt, đời sau thọ quả báo khổ đau. Ở nơi hết thảy mọi sự việc,
đã làm rồi dẫn đến chưa làm. Người trí thường niệm thường tư duy, tâm chẳng hối nên thường an lạc. Người ngu hành động không suy nghĩ, do vậy tạo nên bao lỗi lầm. Phạm lỗi rồi sao xuyến chẳng an, tâm chấp hối rằng dai theo mãi. Muốn được thân tâm thường an lạc, hãy khiến tâm chấp hối lắng chìm. Ác đã hối quyết tâm dứt bỏ, ác chưa sanh chẳng đẻ cho sanh. 5. Nghi pháp. Nghi pháp ngăn che tâm trí, khiến không thể thấy rõ chân lý. Người có tâm nghi thường chẳng có quyết định dứt khoát ở nơi các pháp. Nếu chẳng có định tâm thì ở trong Phật pháp chẳng có được lợi lạc gì cả. Ví như người vào núi báu với hai tay không, chẳng hề thu lượm được gì đáng cả. Như bài kệ thuyết: đứng giữa ngã ba đường, người nghi chẳng biết hướng. Ở nơi thật tướng pháp, người nghi cũng như vậy. Nghi nên chẳng tinh cần, chẳng cầu thật tướng pháp. Nghi do si mê sanh, định được chân diệu hữu. Ở nơi pháp giải thoát, chớ nên khởi tâm nghi. Nếu khởi tâm nghi pháp, chết phải đọa địa ngục. Như sư tử vồ nai, chẳng ai giải thoát được. Hiện đời nếu có nghi, phải nương theo pháp thiện. Ví như thấy đường tốt, phải lợi lạc phải nên theo. Hỏi: phá trừ năm triền cái rồi thì sẽ được lợi ích gì? Đã phá trừ được năm triền cái rồi thì tâm sẽ không còn bị loạn động, không còn bị mê ám ngăn che, trở thành an ổn, thanh tịnh, khoái lạc. Ví như đám mây đen che kín bầu trời, không cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất. Khi đám mây tan biến rồi, bầu trời sẽ trở lại trong sáng thanh tịnh và vạn vật sẽ được chan hòa trong ánh sáng mặt trời. Sau khi đã trừ được năm triền cái rồi, hành giả tu năm hạnh gồm có tín, tấn, niệm, định, huệ để thành tựu năm thiền chi vào sơ thiền. Hỏi: ở trong cõi dục phải làm thế nào để vào được sơ thiền? Đáp: hành giả phải thường tinh tấn xuất gia ly dục, thọ trì giới pháp, ngày đêm chẳng bao giờ giải đãi, ăn ít, nhiếp tâm không loạn động. Như vậy là vào được niệm sơ thiền lạc. Hành giả vào sơ thiền dùng bi quán, trí quán và huệ quán nên được nhất tâm không tán loạn. Do chuyên cầu sơ thiền nên hành giả buông xả hết dục lạc, do vậy chẳng còn bị oán địch hãm hại nữa. Có một người Bà La Môn đến cầu pháp. Phật dạy rằng: ta thường quán dục đáng sợ hãi. Dục là nhân duyên của ưu khổ, trói buộc chúng sanh trong lưới ma, khó bề thoát ra được. Phải xem dục như hầm lửa lớn, như loài rắn độc, như lũ giặc cướp, như quỷ la sát, như thất voi điên, rất ghê tởm, rất đáng sợ hãi. Người đắm chấp dục lạc ví như người tù bị giam vào ngục tối, như chìm xa lưới, như cá mắc câu, như chó bị sói bắt, như người bị nhận chìm xuống nước, như thuyền lọt vào miệng cá. Dục là như mộng, như huyễn, là hư dối, không thật có, mang vui ít mà lại gây khổ nhiều. Dục là quân ma phá hoại thiện căn, nên người tu hành phải nhất tâm trừ dục mới vào được sơ thiền. Hỏi: tám bối xà, bảy nhất thế nhập, bốn vô lượng tâm cùng các định tam muội khác sao chẳng được gọi là ba la mật? Vì sao chỉ gọi thiền na ba la mật mà thôi? Đáp: các định kia chẳng có đầy đủ công đức tư duy nên không được gọi là ba la mật. Thiền có đầy đủ công đức tư duy nên có thể trở thành ba la mật. Thiền được ví như ông vua, còn các định khác ví như các quan trong triều. Vì sao? Vì trong tất cả bốn thiền đều có trí và định, nhưng nơi đây trí nhiều hơn định, còn nơi vô sắc định thì trí lại ít mà định nhiều hơn. Vậy nên thiền có nhiều công đức tư duy hơn. Lại nữa, ở nơi đệ tứ thiền có đầy đủ bốn bình đẳng tâm, năm thần thông, tám bối xả, mười nhất thế nhập và các tam muội như ban châu tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, dẫn đến đầy đủ 120 phẩm tam muội. Như vậy tất cả công đức diệu định đều trú trong thiền nên thiền mới trở thành ba la mật được. Hỏi: trước đây còn nói phải ly năm dục, xả năm cái, tu năm hạnh mới vào được sơ thiền. Như vậy hành giả muốn vào sơ thiền phải y nơi pháp quán nào? Đáp: hành giả phải y vào pháp quán bất định, phải tu niệm hơi thở, phải vào định, phải ly các pháp bất thiện mới vào được sơ thiền. Như bài kệ thuyết: ly dục và ác pháp, có giác và có quán, ly sanh được hỷ lạc, tức vào được sơ thiền. Xa lìa được lửa dục, như vào chốn thanh lương, như rời chỗ nóng bức, như tắm trong nước mát, như đang nghèo được của, tâm vui mừng khôn xiết,
Thành tựu tâm quán ấy là vào được sơ thiền, còn chấp có hai pháp là tâm còn đoạn động, là tâm còn lạc động, nên xả ác xong rồi thiện cũng phải đi luôn, giữ tâm thường bất động như mặt hồ lắng yên, mặt nước đang phẳng lặng, chớ nên làm gợn sóng. Người đang giấc ngủ muồi chớ nên quấy rầy họ, đang ngủ bị đánh thức tâm họ rất phiền muộn. Khi nhiếp tâm vào thiền, giác quán gây trở ngại, nên phải trừ giác quán để vào nhất thế xứ. Vào nhất thế xứ rồi khiến nội tâm thanh tịnh, định ấy sanh hỷ lạc, dẫn vào đệ nhị thiền, lại rời tâm hỷ lạc, nhiếp tâm đệ nhất định. Tịch nhiên không chỗ niệm, ưu hỷ đều xả sạch, do thọ mới sanh hỷ, mất hỷ sẽ sanh ưu, ly hỷ được diệu lạc, vào được đệ tam thiền, lại biết lạc cũng bệnh, nên liền xả bỏ lạc. Được xả niệm phương tiện, an trú nơi bất động, ưu hỷ trước đã trừ, khổ lạc cũng xả luôn, tâm xả niệm thanh tịnh, vào được đệ tứ thiền, nơi cõi dục đoạn ưu, sơ nhị thiền trừ khổ, trước đã trừ ưu khổ, trước đã trừ ưu hỷ, nay đoạn dứt khổ lạc, ở nơi đệ tứ thiền được trí huệ bất động. Lại nữa, người trì giới thanh tịnh ở nơi thanh vắng, thầu nhiếp các căn chuyên chú tư duy, hành các pháp thiện, xa lìa các pháp ác, cũng vào được sơ thiền. Trong A Tỳ Đàm nói, vào sơ thiền có bốn giai đoạn, đó là tương ưng vị, tịnh, vô lậu, đắc thiền. Người vào được tịnh và vô lậu là vào được sơ thiền, vào đệ nhị thiền và đệ tam thiền cũng như vậy. Phật dạy, nếu tỳ kheo ly dục có giác có quán ly sanh hỷ lạc, thì vào được sơ thiền, trừ được năm triển cái khiến cả trong lẫn ngoài được nhất tâm hoan hỷ, là tướng của sơ thiền. Khi chưa vào được sơ thiền, chưa tu được các thiện pháp công đức thì còn bị lửa dục lạc thiêu đốt. Lửa dục thiêu đốt khi vào được sơ thiền rồi thì như đang nóng được tắm mát, đất nghèo túng nhặt được của quý vậy. Thiền giả càng tư duy về các tội lỗi, càng thấy rõ lợi ích của sơ thiền nên tâm rất vui mừng. Như vậy gọi là có giác có quán. Hỏi, giác và quán là một pháp hay hai pháp khác nhau? Đáp, giác và quán là hai pháp khác nhau. Giác là thô, quán là tế. Ví như đánh một hồi chuông, lúc ban đầu nghe tiếng lớn, rồi sau đó nghe tiếng nhỏ dần. Phân biệt tiếng lớn dụ cho giác, còn phân biệt tiếng nhỏ dụ cho quán vậy. Hỏi, trong A Tỳ Đàm có nói, ở cõi dục khi nhất tâm vào sơ thiền có cả giác và quán, sau này lại phân biệt có thô có tế. Đáp, tùy ở nơi nhất tâm mà vẫn có hai thiện tướng khác nhau. Khi giác thì không có quán, mà quán thì không có giác. Khi thị hiện tướng giác, khi thị hiện tướng quán, như vậy gọi là nhất tâm mà có hai tướng. Tùy theo chỗ chiếu dụng mà đặt tên khác nhau. Phật dạy đoạn một pháp là chứng quả A-la-hán. Ở đây Phật muốn nói đoạn năm phần hạ kiết sử, tham sân si mạn nghi là chứng quả A-la-hán. Vì sao? Vì người đời phần nhiều bị sát tham trói buộc, khi đoạn được tham tâm thì tất cả các nhiễm tâm khác cũng dần dần được đoạn hết. Do giác quán mà sanh hỷ lạc, thế nhưng hỷ lạc cũng làm động tâm, trở ngại cho định, cho nên hành giả lại phải xả giác quán để nhiếp nội tâm. Khi giác quán đã trừ, nội tâm đã được thanh tịnh, thì được tâm định nhiếp vào một chỗ, định ấy sanh hỷ lạc, vào được đệ nhị thiền. Vào được đệ nhị thiền là thiền giả đã trừ được giác quán, đã được nội tâm thanh tịnh, vào được thâm thiền định, buộc tâm vào một chỗ. Nhưng rồi thiền giả lại quán biết hỷ lạc cũng chỉ là đối đãi, còn làm cho tâm động, do thọ mới có hỷ, hết hỷ sẽ sanh ưu. Thiền giả xả đi tâm hỷ, được nhất tâm lạc, vào đệ tam thiền. Vì thiền giả xả được tâm hỷ, nên thiền giả vào đệ tam thiền, thọ toàn thân lạc. Các bậc thánh ở nơi đệ tam thiền được tự tại, hoặc trú hoặc xả lạc, hoặc trú lạc hoặc xả lạc. Vì sao? Vì các ngài chẳng có ái trước lạc vậy. Thiền giả vào đệ tam thiền lại quán lạc cũng là lầm lỗi, nên tu hạnh thanh tịnh, không khổ không lạc, vào đệ tứ thiền. Vào đệ tứ thiền, thiền giả được bất động huệ. Đến đây thiền giả quán hết thảy các tướng, không khởi niệm phân biệt tướng, diệt hết thảy các tướng hữu, thì vào được
vô biên hư không xứ định. Vào định này, thiền giả lại quán sát thân tu trọng trong duyên hòa hợp tạo thành. Đã có thân là có khổ, nên lại quán thân như hư không. Khi đã được thân nhẹ nhàng rồi, thiền giả thấy bốn đại ở bên trong thân và ở bên ngoài đều như nhau cả. Do vậy mà thấy vô lượng vô biên hư không, cả trong lẫn ngoài, khiến tâm trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, nên được gọi là vô biên hư không xứ định. Ví như chim bị nhốt trong lồng, khi được thả tự do, thư thái, bay vút lên không trung. Thiền giả lại duyên thọ tưởng hành thức, xem như bệnh hoạn, quán vô thường, khổ, không vô ngã, rồi xả vô biên hư không xứ định để duyên hiện tại, quá khứ, vị lai, duyên thức xứ ở nhiều đời. Rồi thiền giả lại thấy thức xứ cũng chẳng có biên giới, vào được vô biên thức xứ định, dùng vô biên thức xứ làm chứng khởi. Thiền giả lại quán thọ tưởng hành thức đều như bệnh, như mụn nhọt, quán vô thường, khổ, không vô ngã là hư dối, quán thức cũng là như vậy. Rồi thiền giả phá được thức tướng, tán thán vô sở hữu xứ và được vô sở hữu xứ định. Ở nơi vô sở hữu xứ, thiền giả lại duyên thọ tưởng hành thức, thấy rõ thân là vô thường, khổ, không vô ngã, do duyên hòa hợp mà thành, nên xả vô sở hữu xứ định, vào được vô tưởng định. Vào được vô tưởng định rồi là thiền giả được đệ nhất diệu xứ, là phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định. Hỏi: nơi phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ vẫn còn thọ tưởng hành thức như vậy, vì sao lại gọi phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ? Đáp: ở nơi đây vẫn còn thọ tưởng hành thức nhưng rất vi tế, vì quá vi tế có thể có biết được nên gọi là phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Phàm phu tưởng rằng định này là niết bàn theo Phật pháp, thì do nhân duyên tu tập mà thấy rõ phi hữu tưởng, phi vô tưởng rất vi tế, nên gọi định này là phi hữu tưởng, phi vô tưởng định vậy thôi. Hỏi: thế nào gọi là vô tướng? Đáp: phải hiểu nghĩa. Hỏi: thế nào gọi là vô tưởng? Đáp: phải hiểu nghĩa vô tưởng theo ba trường hợp: vô tưởng định, diệt thọ tưởng định, vô tưởng thiên. Phàm phu ngoại đạo muốn diệt sự sanh khởi của tâm nên vào vô tưởng định. Các đệ tử của Phật muốn diệt tâm vô tưởng sanh khởi nên vào diệt thọ tưởng định. Còn chư thiên thì vào vô tưởng thiên. Hỏi: có bao nhiêu thứ thiền định? Đáp: có hai thứ, đó là thiền hữu lậu, thiền định hữu lậu, thiền định vô lậu. Thiền của phàm phu ngoại đạo là hữu lậu thiền, thiền của thánh hiền là vô lậu thiền. Đệ tử của Phật muốn ly phiền não ở các cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, phải tu chín phẩm giải thoát, ba thượng, ba trung, ba hạ. Muốn vậy, hành giả phải y nơi hữu lậu để vào sơ thiền. Nơi đây có đủ chín vô ngại đạo, tám giải thoát vô lậu đạo, nên dù hiện tại là hữu lậu mà trong tương lai sẽ được vô lậu. Nếu y nơi hữu lậu vào sơ thiền thì vào đệ nhị thiền cũng sẽ có đủ chín vô ngại đạo và tám giải thoát. Vào đệ nhị thiền, hành giả vừa tu hữu lậu thiền, vừa tu vô lậu thiền.